Đây nha, khoe với cả nhà bộ sưu tập magnet mà Vinh đã thu hoạch gần đây. Không biết các bạn có theo dõi Quang Minh Passport thường xuyên không, thì các bạn sẽ biết là năm nay Vinh được đi rất là nhiều chỗ. Tháng 5 vừa rồi thì Vinh đã có hành trình đi road trip ở tại Úc gần một tháng trời ha, khám phá hầu như là gần hết nước Úc rồi. Và sau đó thì Vinh đi 8 nước châu Âu nè. Vinh lần đầu Vinh đi nước Anh. Đây là một cái chiếc magnet London mà Vinh mua về, Vinh rất là thích. Ngoài ra cũng còn một thứ Vinh thu hoạch rất là nhiều bên cạnh magnet. Đây, thu hoạch được một đống đồ dơ luôn ha. Vinh nghĩ là đối với một số bạn đam mê xê dịch thì sau mỗi chuyến đi thì các bạn sẽ rất là mệt mỏi và là một loại ám ảnh khi mà mình nghĩ đến cái chuyện là mình phải giặt giũ những cái đồ của mình sau cái chuyến đi. Mình đi du lịch về ha, đa số mình là muốn nằm nghỉ thôi, bởi vì mệt mỏi là nhìn cái đống đồ vậy thôi là mình cũng muốn xỉu ngang luôn đó. Đối với Vinh đó, nhiều khi Vinh tính toán một chuyến đi còn đơn giản hơn là cái chuyện mình phải tính toán đổ bao nhiêu nước giặt, bao nhiêu nước xả vô trong máy để mà mình giặt đồ. Chỉ ước là có một cái thiết bị nào đó ha, mình không cần phải suy nghĩ, không cần phải tính toán gì hết, mà mình chỉ cần bấm một nút thôi là có thể giặt đồ cho mình. Wow, nhưng mà thiệt sự là cầu được ước thấy nha, bởi vì Vinh đã tìm được một người bạn rất là thông minh, có thể giúp Vinh giải quyết được nỗi ám ảnh này. Vinh xin được giới thiệu với mọi người bạn đồng hành của Vinh, đó là bộ đôi giặt sấy AI Eco Purple của nhà Samsung. Đây là người bạn rất là thông minh, có thể hiểu ý tự động làm hết, mà Vinh chỉ cần bỏ đồ vào và bấm một nút là xong. Thiệt tình trước đây mỗi lần giặt đồ thì Vinh hơi bối rối, bởi vì mình không biết là mình sẽ phải bỏ bao nhiêu nước giặt xả để có thể làm sạch đồ. Khi thì Vinh bỏ ít quá, khi thì Vinh bỏ nhiều quá làm cho đồ nó có mùi nồng nặc. Nhưng mà máy giặt thông minh Samsung này có thể nhận biết được là đồ của mình bẩn nhiều hay là ít, từ đó điều chỉnh lượng nước giặt xả phù hợp, nên mình không phải đổ đồ thủ công mỗi lần giặt. Ngăn nước giặt xả thông minh này Vinh chỉ cần đổ đầy một lần thôi thì máy sẽ tự động phân chia cho các lần giặt tiếp theo. Thậm chí là có tháng mà Vinh giặt đồ nhiều lần, 4-5 lần một tuần thì cả tháng sau Vinh mới cần đổ lại nước giặt xả một lần nữa. Lúc mà Vinh ngắm nghía bạn này ở trên website thì Vinh thấy giới thiệu là bạn điều khiển rất là thông minh và thiết kế cũng cực kỳ đơn giản nữa. Nếu mình so sánh với những chiếc máy khác thì thường sẽ có rất là nhiều những cái thông tin chi chít ở đây. Và khi mà Vinh đem về nhà thì thiệt sự là Vinh thích cái thiết kế rất là tinh gọn nè, mà nhìn sang trọng nữa, lại còn dễ xài. Thiệt sự mà nói thì máy càng xài thì mình càng thấy nó rất là thông minh. Khi mình vặn cái nút xoay này thì mình sẽ điều chỉnh được cái chế độ đồ mình muốn giặt. Và Vinh thấy máy thông minh ở chỗ đó là sẽ hiểu được cái thói quen của Vinh. Ví dụ như là ngày thứ hai Vinh hay giặt đồ thể thao thì cứ thứ hai Vinh bỏ đồ vào thì máy sẽ tự động đề xuất chế độ giặt đồ thể thao. Giới thiệu sương sương như vậy thôi ha, bây giờ Vinh sẽ để người bạn thông minh AI Eco Bubble này làm việc. Xong sau đó thì Vinh sẽ nhận được thông báo qua chiếc điện thoại của Vinh, qua app SmartThings. Sau khi mình giặt đồ để vào máy sấy thì mình sẽ có đồ thơm tho, sạch sẽ, đơn giản như vậy thôi. Và các bạn đam mê xê dịch như Vinh thì còn chần chờ gì nữa, các bạn hãy rinh ngay một combo này về nhà để thoát khỏi nỗi ám ảnh chuyện giặt giũ sau mỗi chuyến đi du lịch của mình nha. Vinh hy vọng là những lời chia sẻ của Vinh vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn có thể có thêm cái tip xử lý quần áo sau những chuyến đi du lịch của mình nha. Và đó là sau chuyến đi, còn trong chuyến đi thì có chuyện gì xảy ra, mời các bạn cùng xem.